vùng đất Mỹ Lâm, Tuyên Quang rất nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt và sự nhẹ nhàng của những thiếu nữ dân tộc Cao Lan. Hãy cùng chúng tôi dành trọn một ngày hôm nay để khám phá sự ngọt ngào của vùng đất này. Hình ảnh những người phụ nữ dân tộc Cao Lan trong bộ trang phục truyền thống đang hái chè luôn rất cuốn hút những du khách khi đến Mỹ Lâm. Những phụ nữ Cao Lan hái chè chúng tôi gặp trên đồi đều sống trong bản giếng Tanh. 100% người giếng Tanh là dân tộc Cao Lan, bởi thế nơi đây còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống. Với người dân tộc Cao Lan, khúc hát xình ca là nét văn hóa đặc sắc nhất. Bởi con tâm thì đúng không ạ? Nó là xình ca. Nhưng mà bây giờ nói đến cái xình ca thì các cháu thì nó khó hiểu. Thì chúng ta cứ nói nó là xình ca. Xình ca là những khúc hát giao duyên độc đáo của dân tộc Cao Lan. Những làn điệu giao duyên xình ca với chúng tôi rất khó hiểu. Nhưng xưa kia, tất cả trai gái dân tộc Cao Lan đều phải biết hát xình ca để đi tìm một nửa của mình. Hoài Anh và tôi đã hy vọng có thể học hát được xình ca để có cơ hội trở thành dâu hay rể của người Cao Lan. Thế nhưng điều này tương đối khó. Ôi, học cái này thì khó lắm. Ngày xưa các cụ cũng đi học suốt rồi đấy. Dạ, cháu nghe và cháu không hiểu gì cả. Nhưng mà vừa rồi bà có cho cháu xem. Đây là những lời hát xình ca đã được dịch ra. Đọc một đoạn như thế này. Đêm nay anh đến bản em. Giếng sâu trong mát khát thèm trong tim, muốn uống chẳng múc được lên, mong người thương đến múc lên mấy gầu. Trai gái nó phải nói trao duyên như thế nó mới hay. Không chỉ nổi tiếng với những khúc hát xình ca, dân tộc Cao Lan còn rất nức tiếng với những điệu múa truyền thống, trong đó nổi bật nhất là điệu múa khai đèn. Điệu múa khai đèn của người Cao Lan có ý nghĩa gì ạ? À, cái điệu múa khai đèn này là ngày xưa của các cụ truyền lại ra rồi. Kể cả mở mang bản làng cũng phải có khai đèn để xua đùa tà ma, với kể cả lễ hội. Đúng cái bản sắc của dân tộc là phải có. Thế từ khai đèn có ý nghĩa là gì ạ? Cái khai đèn này để thắp sáng lên, để bản làng của mình có sáng rực lên, là xua đuổi cái tà ma, không có tà ma gì nữa. Điệu múa tiếp theo tên là gì ạ? Múa tiếp theo là có phát nương cha hạt này, xong lại giá cốm. Những hoạt động thường ngày trong lao động sản xuất chính là nguồn cảm hứng để người Cao Lan sáng tạo ra những điệu múa truyền thống của dân tộc mình. Họ lấy đó làm niềm vui, niềm hứng khởi để mừng những ngày trọng đại của làng. Nhưng làm nên vùng đất Mỹ Lâm đầy màu sắc không chỉ có bản văn hóa giếng Tanh. Điểm cuối trong hành trình khám phá những nét đẹp ở Mỹ Lâm, bạn đừng quên đắm mình trong những dòng suối khoáng ở nơi đây. Thiên nhiên đã ban tặng cho Mỹ Lâm dòng suối khoáng ấm áp từ lòng đất. Có lẽ khí hậu trong lành cùng với dòng suối khoáng nơi đây một phần làm nên những tâm hồn đẹp của xứ sở xình ca.